Xin chào các bạn đã quay trở lại với Epic Shop Channel. Pro 7 và Pro 7 Plus là bộ đôi điện thoại cao cấp nhất mà hãng Mizu vừa chính thức trình làng cách đây không lâu. Cả hai đều sở hữu thiết kế nguyên khối sang trọng với điểm nhấn đến từ màn hình kép độc đáo, cụm camera kép ở mặt lưng cùng cấu hình mạnh mẽ. Về thiết kế, bộ đôi Pro 7 và Pro 7 Plus sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối với các góc cạnh được bo cong nhẹ. Phần mặt phía trước vẫn sở hữu kiểu thiết kế quen thuộc vốn thấy trên các dòng Pro 6 với nút home đa chức năng. Tuy nhiên, so với người tiền nhiệm thì trên Pro 7, Pro 7 Plus, Mizu đã mang đến rất nhiều cải tiến về thiết kế. Trong đó, điểm nhấn ấn tượng nhất của bộ đôi flagship mới của Mizu đến từ màn hình phụ thứ hai nằm ở mặt lưng. Đây là một màn hình AMOLED có kích thước 1.9 inch với mật độ điểm ảnh là 307 ppi. Màn hình phụ này ngoài khả năng hiển thị thời gian, thông báo thì nó còn cho phép người dùng thực hiện thao tác vuốt chạm trên đó, thậm chí là sử dụng nó để làm kính ngắm để chụp ảnh selfie bằng camera sau. Phần mặt lưng thì trông khá là lạ với sự xuất hiện của màn hình phụ này, nhưng mà nó cũng không kém sự thu hút hấp dẫn. Mặt lưng này dù được thiết kế bóng bẩy với họa tiết kiểu phay xước toàn bộ, hai dãy anten cũng được làm cách điệu theo xu hướng hiện nay là bo cong sát cạnh trên và cạnh dưới. Logo Mizu được đặt nằm dọc theo cả máy. Điểm nhấn của Mizu Pro 7 và Pro 7 Plus còn nằm ở cụm camera kép nằm ở phía trên màn hình phụ với độ phân giải là 12 megapixel, sử dụng cảm biến IMX386 của Sony. Bao gồm một cảm biến màu và một cảm biến đơn sắc, với cụm camera này thì chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm chụp ảnh tốt nhất. Và hai camera này còn hỗ trợ giả lập khẩu độ rộng để chụp những bức ảnh xóa phông cũng như là những bức ảnh chân dung rất là deep nữa. Camera trước của Mizu Pro 7 và Pro 7 Plus cũng vô cùng ấn tượng với độ phân giải là 16 megapixel và công nghệ đi kèm cho chất lượng ảnh selfie tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Về cấu hình thì Mizu Pro 7 được trang bị màn hình AMOLED kích thước là 5.2 inch với độ phân giải là Full HD. Bên trong là vi xử lý Helio P25 hoặc là Helio X30, đi kèm là RAM 4GB. Người dùng có thể có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 64GB hoặc là 128GB và viên pin với dung lượng là 3000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh M-Charge 3.0. Trong khi đó thì Mizu Pro 7 Plus sẽ có màn hình kích thước là 5.7 inch với độ phân giải là Quad HD. Sức mạnh xử lý của nó được cung cấp bởi con chip Helio X30, 6GB RAM, hai tùy chọn lưu trữ là 64GB và 124GB bộ nhớ trong, viên pin là 3500 mAh có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh M-Charge 4.0, hứa hẹn sẽ cho tốc độ sạc với 30 phút sẽ sạc được 67% pin mà không sinh quá nhiều nhiệt. Cả hai máy thì đều chạy trên giao diện Flyme OS 6.0 độc quyền của Mizu dựa trên nền tảng Android 7.0 mới nhất, hỗ trợ chip âm thanh Hi-Fi để cho chất lượng âm thanh nghe nhạc tốt nhất. Cả hai thiết bị sẽ có mặt trên thị trường vào đầu tháng 8 này. Mizu Pro 7 sẽ có mức giá từ $430, trong khi Pro 7 Plus sẽ có mức giá từ $530. Dự là cuộc chiến smartphone cao cấp trong thời gian tới sẽ rất sôi nổi với sự xuất hiện của hàng loạt các siêu phẩm. Thì vừa rồi cũng đã giới thiệu với các bạn về bộ đôi Pro 7 và Pro 7 Plus của Mizu. Các bạn cảm thấy cái màn hình phía sau này nó như thế nào? Có ấn tượng hay không? Hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye!